Linh cầu Ngài đựng tràn vào tấm lòng của mỗi quán chị em chúng con giờ phút này, để chúng con kinh nghiệm quyền năng lớn lao của Ngài trong đời sống của chúng con. Và chúng con nói rằng: Chúa ơi, con quy phục Ngài. Cho con nhận ra con là